Ok, xin chào quý anh chị nhà tư, chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của em, tôi Invest trong phiên dịch ngày 8 tháng 3. Thì hôm nay cũng đã có một chút cái niềm khởi sắc và cũng như là có cái chút quà gửi đến với lại là quý, quý chị em phụ nữ nhân dịp ngày 8 tháng 3 rồi các anh chị ha. Thì nếu như mà anh chị nào mà đã xem được cái video mà 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 Tuấn gửi đến với các anh chị chúng ta về một cái clip ngắn mà Tuấn gửi cho mọi người đây này và đặc biệt là có ở bên TikTok nữa, đấy thì mọi người có thể thấy là hầu hết là những cái mã cổ phiếu trong cái video này à các anh chị có thể ha đã đều đã, đã 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 có những cái khoản lợi nhuận đấy đầu tiên là thép ha đấy nam kim và hoa sen riêng uh, anh nam thì uh, phím ferre này đấy rồi cả là hhv các anh chị bvs bao cũng lên ha nhưng mà bao thì không có kỳ vọng quá là nhiều thì chủ đạo trong cái video vừa rồi ấy thì tụi em chủ yếu là đánh dòng dầu khí là nhiều thì các anh chị ta thấy là tuấn đã phân tích rất là kỹ những cái nhóm ngành nào là những cái nhóm ngành mà nó sẽ là những cái nhóm ngành mà bật tăng mạnh khi mà thị trường ta nó có tín hiệu tạo đáy và bắt đầu nó tạo đáy xong thì vào khi mà nó phục hồi đi lên sẽ là những cái dòng cổ phiếu mạnh. Thì tôi đã luôn nhắc với các anh chị chúng ta đó chính là nhóm dòng dầu khí cũng như là nhóm gì dạ, à dòng thép. Thì hôm qua là dòng thép đã cho những cái tín hiệu uh, nổ dòng tiền lên đầu tiên rồi. Đó thì đó cũng chính là một trong những cái tín hiệu mà đã xuất hiện là cái dòng dẫn dắt của thị trường nó phục hồi đi lên. Thì cái nhịp này thì uh, chúng ta cũng sẽ kỳ vọng thêm một nữa là, là là thêm dòng dầu khí thì hôm qua dòng dầu khí nó chưa đạt được một cái cái sự bùng nổ nhưng mà theo tuấn kỳ vọng nhưng mà hôm nay cũng đã như nào ạ à? à cuối cùng cũng cũng đã có những cái uh, nhờ những cái bước tiến gọi là dòng tiền nó bắt đầu nó hướng vào rồi hai các anh chị ha chẳng hạn như những mã cổ phiếu như BVD hôm nay cũng về lại test lại được cái định ở vùng uh, hai trên 22.5 rồi này đó và tuấn đã liên tục tuấn báo với mọi người là nếu như mà cái vùng giá 22 này là một cái điểm mua cực kỳ là đẹp để mà các anh chị chúng ta có thể tham khảo không tin thì các anh chị chúng ta cứ xem lại cái video ngày hôm qua tuấn đã có những cái sự đánh giá rất là chi tiết đến với lại các anh chị nhà tôi hôm qua Tuấn nó nói rất là kỹ luôn á hôm qua anh chị nào mà xem được thì đúng là hôm nay Đấy, hôm nay có một cái nữa là có lẽ là các anh chị ta hơi bị sợ hơi bị sợ là sao à, đó là có cái sự phản ứng tiêu cực của à, của cái việc là 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 Dow Jones hôm qua nó giảm điểm khá là mạnh do là ông uh, chủ tịch Fred uh, uh, trả lời trước uh, ủy ban kinh tế uh, trong cái phiên điều trần để mà trả lời uh, việc uh, các cái chính sách uh, tiền tệ rồi cũng như là cụ thể là tăng lãi suất trong cái 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 ạ? cái thời gian sắp tới để mà kiềm chế lại cái cái sự uh, gia dẫn của lạm phát ấy đấy cho nên là nó có cái phản ứng tiêu cực từ uh, nhóm um, thị trường uh, uh, dow jones ha à, nhưng mà không sao các anh chị ha bởi vì việt nam mình là là người ngoài hành lang là luôn có lối đi riêng đấy không quay không không, không không có không có sợ ngán ông nào trên trên thế giới cả đúng không ạ đây thì nó cũng có chút những cái sự mà gì à? à đầu phiên thì thì có một cái gấp đao xuống đúng không? Cũng như là gần như là lấp lại được cái gấp ấp uh, gấp up ngày hôm qua rồi. Hãy kiểm chứng lại cái gấp up này và các anh chị ta thấy là chỉ có kéo và kéo từ đầu ngày cho tới cuối ngày luôn chứ không hề là có những cái nhịp mà nó giảm sâu xuống ở vùng phía dưới nó không hề có một cái nhịp mà giảm sâu về lại dưới vùng 1020 hay là 1015 đây thì đây chính là những cái tín hiệu rất là tích cực đó các anh chị ta lưu ý ha Đấy, hôm nay là mở một gap down xuống là ép đầu phiên rồi muốn ai bán thì bán ai sợ thì cứ bán ra hết đi Đấy, và hấp thụ và phục hồi đi lên như thế này thì theo tuấn thấy là quá là tuyệt vời đi đúng không các anh chị Đó, và nó cũng đã tạo ra cho các anh chị chúng ta một cái cơ hội là mở mua trong cái phiên ngày hôm qua rồi ngày hôm qua đã bắt đầu là có những cái tín hiệu mở mua rồi và tuấn cũng đã gửi đến với lại các anh chị chúng ta rất là nhiều cái mã cổ phiếu nhóm dòng dầu khí cũng như là dòng thép đúng không đấy là là là, là hai cái nhóm ngành mà tuấn sẽ focus vào cái nhịp này ấy thì ngoài ra là cũng có một số cái cái ngộ cổ phiếu là à, thuộc à, theo nhóm là thị trường chung, à, những cái nhóm cổ phiếu thị trường chẳng hạn như là nhóm uh, dòng uh, chứng khoán này, đó, à, thì nhóm dòng chứng khoán cũng đã có những cái sự như nào, mà, à bật tăng trong phiên ngày hôm nay theo thị trường rồi, thị trường tăng thì tụi nó cũng tăng và thị trường giảm tụi nó cũng giảm, nhưng mà phải lựa chọn những cái cổ phiếu nào mà khi mà thị trường bật tăng thì tụi nó sẽ là những cái cổ phiếu là kéo mạnh hơn, ấy à, chẳng hạn như VCI đúng không ạ, Có cái yếu tố là sức bật nó khỏe hơn rất là nhiều hôm qua tuấn cũng đã nói với mọi người ở vùng này rồi đúng không và lưu ý với mọi người là cái dòng cổ phiếu ví dụ chẳng hạn như dòng chứng khoán thì chỉ có là còn có vci là vẫn là một cái kênh xu hướng tăng đi lên như thế này rất là tốt này ấy nó vẫn giữ được như thế này à, hay rồi hay ví dụ chẳng hạn tiếp theo đó chính là hcm đúng không hcm cũng là khỏe này ấy hcm cũng là khỏe đây nó vẫn giữ được những cái đáy trước thì khi mà thị trường phục hồi đi lên thì phiên ngày hôm qua chính là một cái điểm mua có thể là mua tới cộng đánh ngắn cho một cái nhịp mà như nào à nó tạo ra hai đáy ở đây đúng không hai đáy nhỏ ở đây này thì mọi người thấy là khi mà nó như nào à nó đánh nó đánh vượt được cái ngưỡng ở vùng à 24 thôi là chắc chắn nó đã tạo ra một cái điểm mua cho các anh chị nhà đầu tư rồi thậm chí là hôm nay nó có vòng về lại đâu đó khoảng tầm là hai ba chấm bảy hai ba chấm tám một chút xíu vào đầu phiên sáng thôi nó cũng đã tạo thêm cho các anh chị ta một cái điểm mua gia tăng ấy và chúng ta sẽ chờ một cái target ghét khi mà nó test lại cái đỉnh thôi khi mà chúng ta đánh ngắn trong cái nhịp sóng hồ này thì chúng ta cũng chỉ là kỳ vọng những cái nhịp mà à, hồi phục như này này mà nó không phải là cái dòng dẫn chính á thì nó sẽ chỉ là test lại những cái vùng đỉnh như thế này thôi đã là một cái gì đó thành công của các cái nhóm ngành như thế này rồi à, cho nên là các anh chị chúng ta cần phải à, tận dụng được những cái nhịp sóng hồi ngắn như thế này ấy à, ngoài ra thì tuấn vẫn lưu ý với lại các anh chị nhà đầu tư rằng là như thế nào có nghĩa là thị trường ta nó vẫn đang ở trong một cái biên sideway down xuống như thế này chưa có hẳn là nó đã như nào à? à kết thúc cái quá trình điều chỉnh trong cái 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 xu hướng gọi là xu hướng uh, uh, về mặt uh, lâu dài à, nhưng mà trong ngắn hạn thì nó vẫn có những cái tín hiệu là nó phục hồi ở trong trong ngắn hạn thì nó vẫn có những cái tín hiệu mà nó phục hồi chẳng hạn giống như là ở những cái nhịp này này các chị có thấy là sau khi những cái nhịp chỉnh rũ thì nó vẫn có những yếu tố là nó phục hồi Phục hồi xong thì nó sẽ có thể là tiếp tục nó điều chỉnh nó giảm tiếp. Thì ở đây mình cũng tương tự như vậy. Và Tuấn cũng đã có những cái sự phân tích cho các anh chị chúng ta rồi. Thì lúc này này những cái cổ phiếu nhóm thép và dầu khí nó bắt đầu nó có những cái tín hiệu nó dẫn rồi. Thì nó cũng sẽ phải như nào à? À, đợi cho thị trường chung nó bứt phá mạnh lên hoặc là có những cái nhóm ngành khác hỗ trợ thêm. Ấy thì hôm nay cũng có một cái nhóm ngành hỗ trợ cho cái việc là phục hồi đi lên của thị trường đấy mà cái nhóm này phải là cái nhóm mà nó không có phải là gây ra nhiều tiêu cực nữa đó chính là nhóm dòng mà bất động sản các anh chị ha thì uh, tốn cũng đã nói luôn với lại là các anh chị cho rung trong rung khách hàng này uh, chỉ cần mà nhóm gì à? uh, hiện tại là dòng bất động sản đang được đỡ cung khá tốt rồi dòng này mà nó không tiêu cực nữa thì thị trường chung sẽ ổn định thêm đấy, được ổn định thêm và, và 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 nó sẽ có yếu tố nó phục hồi uh, tương đối trong những cái uh, dịp sắp tới À, nên là các anh chị ta sẽ thấy là dòng này mà nó không có những cái cổ phiếu sàn nữa thì nó cũng sẽ giúp ích cho thị trường chung cái tâm lý của thị trường chung nó khá lên đúng không các anh chị mặc dù không phải là nhóm mà chúng ta sẽ tập trung chúng ta hướng tới nhưng mà những cái cổ phiếu này nó mà phục hồi đi lên thì thứ nhất á, là nó vẫn sẽ là cái cơ hội cho các anh chị chúng ta nào mà đu đỉnh là những dịp trước thì chúng ta sẽ canh chúng ta thoát hàng ra các anh chị ha rồi cái thứ hai nữa thì nó cũng sẽ không có gây ra những cái sự tiêu cực cho thị trường chung thì cái yếu tố và tâm lý của các anh chị nhà đầu tư sẽ rất là um, sẽ 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 có thể là sẽ uh, an toàn mở mua hơn khi mà những cái cổ phiếu nhóm ngành khác nó 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 có yếu tố nó bật tăng ấy và một số các cái nhóm ngành ví dụ như ở mức gọi là trung bình à, gọi là trung bình khá là có nghĩa là nó ờ um, nó, nó nó hơn thị trường chung một chút xíu và nó cũng có cái yếu tố là à, dòng tiền nó có khả năng nó quay trở lại. Đấy thì các anh chị chúng ta cũng có thể là xem xét chúng ta giải ngân được. Còn những cái mã cổ phiếu mà ví dụ chẳng hạn như hôm nay uh, hôm nay BR hôm nay cũng là một cái điểm mua cũng khá là đẹp cho các anh chị chúng ta nếu mà các anh chị chúng ta nếu mà mua ở đây. Ở hai phiên test cung như thế này ha. Những cái phiên test cung như thế này thì chúng ta cũng kỳ vọng một cái nhịp mà nó có thể nó vượt đỉnh theo cái nhóm ngành chung của mình. Thì BR thì nó khá là là, là, là yếu trong cùng nhóm ngành. Thì uh, nên là em cũng uh, lựa chọn cho cái 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 room khách hàng của mình đó chính là cổ phiếu BBC này ấy mua ở vùng giá 16 này bởi vì khi mà đã biết là nó có yếu tố là thị trường phục hồi thì những cổ phiếu này sẽ là những cái cổ phiếu mà nó sẽ vượt được những cái vùng đỉnh và nó sẽ tiến lên được những cái mốc target ghét cao hơn. Ở à, hai chẳng hạn như BVS cũng vậy này. đó BVS hôm qua cũng có nói đúng không? Ở, nếu mà nó giữ được cái nhịp ở quanh vùng 26.5, 26.7 thôi, nó cũng sẽ tạo ra một cái điểm mua cho các anh chị ta chờ đợi một cái nhịp vượt đỉnh. Hôm nay là cái phiên mua dòng tiền vào rồi. đó thì chúng ta sẽ chờ một cái nhịp mà đánh break được khỏi vùng giá 28 thôi thì nhiều khả năng là nó có thể nó tiến lên được vùng 30 nếu mà nếu mà cái xung lực nó tốt hơn nữa và thị trường nó ủng hộ hơn nữa thì thậm chí là nó có thể là về lại được cái vùng giá là 32 các anh chị ha rồi chẳng hạn như BVD cũng vậy BVD thì trước mắt nó cũng sẽ là về lại được cái mốc là 23 23 năm đi chẳng hạn Đấy, lên đây thì nó có thể là nó sẽ gặp lại những cái áp lực chốt lại Đấy, nhưng mà yếu tố dòng tiền nó đã quay trở lại như thế này cái rủ này phục hồi này cạn cung này, này rủ này ha Đấy, phục hồi trở lại đi ngang volume thấp ở đây đó là là những cái yếu tố mà tuyệt vời để mà mở mua một cái điểm mua mới ở quanh cái ngưỡng vùng này để chúng ta có thể đánh một cái nhịp à, vượt đỉnh của cổ phiếu đó các anh chị chúng ta hãy lưu ý thì cổ phiếu này thì mình cũng kỳ vọng là từ những cái vùng phía trên này này cái dư địa của nó nó sẽ cũng sẽ không có quá là nhiều nhưng mà nó cũng sẽ đủ cho các anh chị chúng ta đánh một cái nhịp nước sóng theo thị trường chung À, thì hy vọng rằng là ví dụ như mình mua ở quanh ngưỡng vùng 21.8 đi chẳng hạn thì lên được khoảng tầm là 26, à 26 thì họ là, 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 có thể là 28. Đấy, nhưng mà trước mắt sẽ là khoảng tầm là 20% các anh chị ha, có thể là lên được cái mốc target này. Đấy. Thì nếu như mà cái, chắc chắn là cái con đường không phải là nó lên thẳng một cái dèo lên cái là 2, 26, 28 được đâu đúng không ạ? À, nó có thể nó lên đây này, sau đó nó test nó rủ lại. À, nó test nó rủ lại rồi nó cứ lên nó dập dìu rồi sau đó nó mới có những cái giai đoạn ở nước bước phá và nó đi ngang nó lên ấy. Anh chị ha chứ không phải là 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 nó lên một phát là lên ngay. Đấy để mà thị trường này mà một phát mà lên ngay thì đúng là chỉ có những cái cổ phiếu thần thánh thôi. Đấy hoặc là lúc đó là là phải nhờ đến anh Quyết uh, những cái lúc mà như thế này là ra tay thì mới mới may ra cổ phiếu đó mới lên cái dèo lên được như vậy được ha. Đấy. Để các anh chị ta có thể tiếp tục lưu ý được đối với là là nhóm cổ phiếu uh, uh, dòng dầu khí anh chị ha. Đây là những cái cổ phiếu đó rất khỏe. Đó thì trong nhóm này thì em vẫn thấy là BVN là đẹp nhất à BVS là em vẫn thấy đẹp nhất hôm nay là mặc dù là cái biên độ tăng của nó không không bằng thằng BVD thôi nhưng mà cái thế của nó đi đi lên thì là là là, là có vẻ là thanh thoát hơn so với là, là thằng BVD đó thì các anh chị em ta phải lưu ý ha ok rồi à, tiếp theo thì à, dòng dòng ngân hàng ở dòng ngân hàng cũng có một số bạn cổ phiếu đánh cũng khá là hay và nó à, nói chung là đoạn này cũng sẽ Uh, khó và lòng mà tìm được địa điểm mua đúng không giống như em nói là BID này cái thế nó là như này là vẫn là đang là thế lên các anh chị ta thấy là nó nổ như thế này nó bứt thoát được khỏi cái hộp như thế này này thì khi mà lên đây như thế này á nó bắt đầu nó sẽ rướng thêm được một nhịp nữa nó rướng thêm được một nhịp nó một nhịp nữa có thể lên được khoảng tầm 50 nhưng mà nó sẽ bắt đầu nó tạo ra một cái nền mới ở vùng trên này đó nó đi như vậy các anh chị nó đi sẽ rất là khó bởi vì đây là những cái cổ phiếu thị trường nó không thể nào mà nó đi lên một cách gọi là nhanh chóng một cách là vội vàng được À, nếu mà những cái cổ phiếu này mà đi thẳng lên một cái lèo một cái dèo luôn á thì sẽ lại có những cái nhóm cổ phiếu khác nói như nào à nó kìm hãm lại thị trường chúng ta không có uh, tăng một, một cách là quá là 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 là, là, là dốc các anh chị ha đấy cho nên là nó luôn luôn nó sẽ có cái sự mà uh, bù trừ ấy tuấn gọi là bù trừ trên thị trường đấy, hôm nay ví dụ như nó kéo biết như thế này nó có thể nó đạp nhóm thép hoặc là nó có thể nó đạp những cái mà cổ phiếu chủ khác đó nhưng mà chung với lại thì nó cũng rất là giống với lại cái nhịp mà năm 2019 ở đây này. Đấy, ví dụ chẳng hạn nó mới vừa mới đánh đây này. Nha, đợi tốn nha. Đây, ví dụ chẳng hạn nó vừa mới đánh lên một cái nhịp đánh break ra khỏi được cái hộp ở đây. Lên đây đúng không? Nó sẽ tạo ra một cái hộp mới ở trên đây. Cái hộp mới ở trên đây các anh chị có thấy là nó cũng rất là giống với nhịp này đúng không nó đánh lên thêm một vài phiên nữa thôi hai ba phiên nữa thôi là nó lại tiếp tục nó cứ dập chiều lên xuống lên xuống rồi nó lại tiếp tục nó lên Xong nó lại dập xuống như thế này Đúng không ạ? À? Các anh chị ta sẽ thấy đúng không? Đây Nó rất là khó chịu hay Nhưng mà một khi mà nó bước vào một cái nhịp nước rút á nó sẽ có khoảng thời gian nó rủ cũng sẽ là nó, nó có thể nó về lại đường trên lai chúng ta sẽ chú ý này, nó càng lên cao thì cái cái đường cha lai này nó sẽ như nào à càng yếu đi thì có nghĩa là nếu như mà nó giữ được những cái khúc ở trên đây này là những cái khúc mà nó có thể nó bước vào một cái nhịp mà à chạy nước rút đó à ha đó là các anh chị chúng ta lưu ý ha ví dụ chẳng hạn như ở đây đi đấy à, chẳng hạn như ở đây đi một này cái hộp số 1 này cái hộp số 2 này nó lên đây nó tạo ra một cái hộp số 3 trên đây nha nó có thể cao lên được thêm xíu đi cho nó là cái target tiếp theo là 52 và cái mốc ở dưới là 485 đó nó lên đây nó là dập nhiều nó dập nhiều rồi sau đó nó bứt lên một cái nữa nó tạo ra cái hộp số 3 thì có thể là bắt đầu từ cái hộp số 3 này này Đấy, bắt đầu từ cái hộp số 3 này, này nó có thể nó đánh một cái nhịp là nước rút ấy ha thì các anh chị có thấy là cái đoạn mà nước rút của uh, BID ở cái nhịp năm 2019 ha là, là khoảng tầm là rơi vào cuối năm ấy có thể rơi vào cuối năm và đầu năm sau thì các anh chị ta tính xương xương từ cái điểm mà nó cho các anh chị ta cái điểm mua đi đây đây là cái điểm hướng lên dòng tiền vào này đây chúng ta sẽ mua ở cây này đó từ đây nhèo lên một cái ăn được ba chục phần trăm chưa kể là những cổ phiếu ngân hàng là có thêm mười nữa là các anh chị có thể thấy là một cái khoản lợi nhuận cũng tương đối là lớn đúng không? đấy nếu mà có đánh MRC nữa thì chắc chắn là không phải dừng lại ở cái con số là 30% 31% như thế này. Đấy. hay là giống như những cái cách mà Tuấn đã từng đánh đối với lại là uh, BID này đấy. cũng mua lại những những cái điểm này này, đấy. đi ngang này, test cung này, cạn cung này, à, bắt đầu dòng tiền hướng lên này chúng ta sẽ mua ở những cái cây này, đấy, những cái cây vượt đỉnh như này chúng ta sẽ mua vào là nó sẽ rất là an toàn đúng không? nổ lên này ở cũng ăn ba phần trăm ấm những cái nhịp mà mà chạy nước rút của 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 BID khúc cuối như thế này, này ăn rất là đậm ba chục phần trăm chứ chứ không ít đâu các anh chị đấy mà cái những cái cách đánh như thế này là mình mình sẽ uh, quen dần quen dần với nó thì mình sẽ đọc được vị của của nó còn những cái khúc này này là những cái khúc mà nó có thể là nó sẽ đi khá là, là 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 là, khó chịu khá là khó chịu và khá là khó phân tích mặc dù mình biết là có khả năng là nó sẽ đi theo cái đường đi nước bước của mình vậy đó À, nhưng mà mình 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 lại không đánh à, mình lại không đánh mà mình dành cho những cái nhịp cuối của nó ví dụ chẳng hạn như mà nó đánh từ cái nhịp này mà nó uh, tạo ra một cái nhịp mà bức tốc mà nước rút đi à, chẳng hạn như vậy thì nó có thể nó lên được đâu đó khoảng tầm là vùng 66 sáu. À, đây đi chẳng hạn nha nếu mình nói là nếu có thể sẽ ra nha có nghĩa là 68 luôn à, 68 68 67 68 các anh chị ha à, thì chúng ta sẽ đợi những cái khoảnh khắc này thôi à, mặc dù biết là có thể là À, có thể là xảy ra hoặc là không xảy ra nhưng là, là mình chưa có biết được nhưng mà nếu mà nó đi theo đúng cái kịch bản như vậy thì mình có thể là có quyền kỳ vọng cái mốc gọi là quanh cái vùng 68 ở đây 67 68 ở đây sẽ là cái mốc mà nó sẽ tăng bức thoát nhé rồi ngoài ra có CTG cũng như nào ạ à? bị bị gãy mất cái 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 trên line tăng rồi đúng không nó đang có những cái xu hướng nào, nó đang có những cái gì nó té lại à, thì nếu như mà nó té lại ở đây thành công này bắt đầu nó lên đây là nó test lại thành công nó sẽ không có đi theo kịch bản này mà nó sẽ như thế nào? À nó lên đây nó test lại chỗ này, nó test lại ngang cái chỗ vùng đỉnh này này, vùng kháng cự này này. Đấy, bắt đầu nó sẽ đi ngang ở vùng này. Nó sẽ về lại được cái gì ạ? À? à cái hộp ở trên. Đấy nó sẽ về lại được cái vùng giá phía trên và nó sẽ tạo ra một cái gì ạ? À? Cái cái biên sẽ quay trong cái gì? Cái đấy bằng cái lại cái đấy trước. À nó có thể nó rủ về lại đây. À, nói chung là nó sẽ là những cái cổ phiếu vẫn chưa phải là những cái những, những cái 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 form cổ phiếu mà mình sẽ tham gia ở cái giai đoạn sắp tới nha có đánh thì có thể là đánh là những cái nhịp nào anh chị nào mà đang bị kẹp trên đây này có thể có thể là canh thoát hàng ở những cái nhịp mà nó nó phục hồi lại ở vùng giá 30 à. rồi hay là những cái mã cổ phiếu nó yếu hơn như chẳng hạn như MB này dòng tiền nó vẫn đang yếu hơn này các anh chị à, nên là nó 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 chưa có thực sự là thu hút được cái dòng tiền cho nên là chúng ta sẽ không có nên tham gia những cổ phiếu này Đấy, xu hướng của nó là vẫn là đi xuống như thế này trong hàng ngắn hạn rồi. Đấy, hay như Techcombank cũng đang dần dần kẹn, à, tích lũy cạn cung. Đấy, à, chúng ta sẽ, sẽ nên chờ thôi. Đấy, à, cái xu hướng của nó nó vẫn chưa thể bứt thoát được thì chúng ta sẽ nên chờ. Thì đây chính là những cái cổ phiếu mà nó có thể đánh ngắn một cái nhịp. Mà ví dụ như nó mà vượt được cái vùng giá 28 đi chẳng hạn. Thì nó có thể nó về lại được đâu đó khoảng tầm là vùng 29. À, nó không có nhiều đâu. Nên những cái cổ phiếu như thế này này. Các anh chị chúng ta sẽ đấy á, là nó sẽ đi ấy à, Tuấn có vẽ trước lên như thế này ha Nhưng mà nếu mà điều chỉnh một chút xíu á, Thì nó sẽ ở đây này Nó lên xong Nó dập xuống Nó lại lên Xong có thể nó sẽ dập lại xuống Ấy à, Nó sẽ tích lũy một cái biên khá là dài Và nó sẽ khá là lâu Những con này nó tích lũy từ hồi tháng 12 cho tới nay rồi Với cái khối lượng nó cạn kiệt đi ngang xuống như thế này này ấy à, là nó sẽ đang gây ra những cái sự rũ bỏ và sự chán nản đối với lại các anh chị nhà đầu tư ấy à, thì đâu đó nó sẽ vẫn sẽ có sóng thôi nếu mà thật sự là nếu như mà nhìn cái cách đánh như thế này này nó giống như những cái cách mà mà, mà năm 2020 á những cái mã cổ phiếu nó đã từng có những cái thay giai đoạn mà nó tích lũy rất là lâu à, những cái giai đoạn nó tích lũy rất là lâu coi như liên việt này năm 2020 này đấy, nó tích lũy rất là lâu các anh chị nó rủ bỏ chán chê xong rồi nó bắt đầu nó mới là phục hồi và nó đi lên đúng không đây tích lũy rất là lâu đúng không đây này, nó rũ bỏ lần 1 này, lần 1 này, lần 2 này, lần thứ 3 này, phục hồi đi lên này, nó tiếp tục nó lên sát cái biên trên và nó tích lũy ở trên đây thì bắt đầu nó sẽ có những cái điểm mua dòng tiền hướng lên ở đây. Đấy là lúc đó là chúng ta nên vào chúng ta đánh ầm 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 ầm, 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 ầm lên như thế này luôn. cũng vẫn nhớ những cái thời điểm như thế này là đánh liên việt rất là sướng. Đấy nó nó đi theo những cái mẫu hình và đi theo những cái uh, cái cái kịch bản mà mình đưa ra thôi là hả là mình thấy là kiếm tiền lúc đó rất là dễ thật sự luôn kiếm tiền lúc đó rất là dễ còn cái lúc mà nó đánh như thế này này những cái lúc mà nó đánh lên như thế này này ấy càng lên các anh chị ta chốt là nó càng tăng nó tăng tiếp này chốt là nó cứ tăng tiếp này ấy các anh chị ta thấy mà nó cứ về về về, về vậy đó lúc sau là nó mới là những cái nhịp mà nó bứt tốc lên ấy là những cái lúc này mới là những cái lúc mà nó biến động lỏng, lỏng này là lúc đó các anh chị ta mới nên canh chúng ta bán ra đó thì các anh chị ta thấy không ạ à? thì những cái con như liên việt ở đây nó bắt đầu nó tái tích lũy lại cho một cái xu hướng À, hoặc là cho một cái nhịp tăng dài hơi hơn các anh chị ha sau một cái giai đoạn nó cũng phục hồi và nó đi lên này nó sẽ mất khoảng tầm đâu đó là khoảng tầm ở đây là nó hồi năm 2020 nó mất khoảng tầm là 3 tháng Đấy, thì bây giờ nó cũng có thể nó mất khoảng tầm 3 tháng là chuyện bình thường thôi chẳng hạn như từ cái 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 thời điểm là ờ uh, tháng 1 đi coi như là đầu tháng 1 này nó nó, 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 bắt đầu nó tích lũy trở lại thì nó thể nó mất khoảng tầm là tới cuối tháng 3 này nó sẽ bước vào một cái nhịp tăng mới đó, à, nó sẽ bước vào một cái nhịp tăng mới các anh chị ha cho nên là các anh chị chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta chờ và chúng ta có thể là đánh. Ở nhịp này thì em tin rằng là nó vẫn chưa nó chưa có có, có chịu đánh đâu. Nhìn như thế này là nó vẫn chưa chịu đánh đâu. Vô nó vẫn thật sự là nó vẫn đang quay để mà nó gom thêm thôi. Kiểu gì nó cũng sẽ có một cái điểm nó rủ mạnh hơn nữa à. Đấy, nó có sẽ có một cái điểm mà nó rủ mạnh hơn giống như những cái nhịp như thế này này. Các anh chị là thấy không? Nó sẽ có một cái điểm mà nó rủ mạnh hơn hoặc là nó sẽ rủ với cái khối lượng lớn đi ngang một hồi với cái khối lượng thấp thì nó sẽ có một cái nhịp mà nó rũ với khối lượng lớn và nó phục hồi đi lên ở trong nghi ngờ ở và nó sẽ phải đi ngang một cách gọi là rất là là, là như nào à? à khó chịu nhưng mà khi đó là sẽ là những cái cơ hội đến với lại các anh chị nhà đầu tư ha rồi hay như những cổ phiếu như STB cũng bắt đầu phục hồi nhưng mà cái xu hướng thì nó vẫn chưa có được ok thì theo tuấn thấy là mọi người nên tranh thủ volume ở vùng đỉnh mà nó cao như thế này nó cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian ấy cũng không phải là cái cái form mà tuấn hay đánh ha, với lại là là cái 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 cái, uh, cái mẫu hình mà 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 mà, mà tuấn uh, muốn đánh một cách nó bền vững hoặc nó nó an toàn ấy, nên là canh chúng ta hay là canh chúng ta thoát ra khi mà nó phục hồi về lại đâu đó vùng giá 26, 27 hai bảy hàng nhé, yeah. rồi Vibank banh thì nó yếu rồi thì không nói, Vibank banh ở đây cũng có thể là hai đáy này, ấy nhưng mà thôi ha, không 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 dám đánh những cổ phiếu này nó yếu, nó nhìn chung là nó yếu nó phục hồi lên là cũng là bình thường thôi nhé yeah. rồi ok có acb cũng tương đối là khỏe thực sự là acb cũng đang tương đối là khỏe nó cũng vẫn đang đi ngang những con này vẫn đang tích lũy đi ngang đấy cũng giống như cái giai đoạn trước này nó bây giờ nó tích lũy ngắn một cái nhịp ở đây thì nó sẽ lên một cái nhịp ngắn ấy tiếp tục nó tích lũy lại được ở đây nếu mà nó càng dài nó tích lũy càng dài và nó không có đập đâm thủng những cái vùng đáy trước mà nó cứ đi ngang nó xét đi ngang như thế này thì nó sẽ tạo ra cho các anh chị chúng ta những cái những cái nhịp uh, tích lũy đủ dài nó sẽ có những cái thời điểm mà như nào à, à những cái con sóng nó cũng bấy nhiêu thôi ví dụ chẳng hạn như ở đây là nó tích lũy lại đâu đó khoảng tầm là tháng 12 và đầu tháng 1 thì đâu đó nó có thể nó phục hồi và nó đi lên à nó đánh trong vòng uh, cũng có nửa tháng à các anh chị hoài thấy không nó rất là 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 là, lơ, là đi lên đó, nó sẽ rất là là khó khăn nhưng mà một khi mà nó xuống là coi như là nó xuống lẹ lắm nha ấy nên là nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Ví dụ như cổ phiếu nó tích lũy 3 tháng thì nó có thể nó đánh lên trong vòng là một tháng rưỡi đến 2 tháng. À, hoặc thậm chí là, là 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 2 tháng rưỡi nhưng mà sẽ không có 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 quá là lâu hơn cái khoảng thời gian tích lũy đâu. Nên là lúc sau đó là bắt đầu là nó phân phối rồi các anh chị ha. Đấy, nên là các anh chị chúng ta cứ xem xét và chúng ta sẽ tìm ra những cái điểm mua, những cái điểm hướng lên của cổ phiếu. Ví dụ chẳng hạn như ACB hôm nay cũng là một cái điểm hướng lên. nhưng mà cái khối lượng cung ở trên đây nó vẫn còn nó vẫn còn đang khá là nhiều vẫn còn đang khá là lớn và cái cái gì ạ à? cái, cái cái yếu tố là nó kiệt cung thì nó vẫn là chưa có nhiều thì thì sao à, thì cổ phiếu nó sẽ khó lòng mà nó bứt thoát lên và nó vượt được cái vùng đỉnh đấy à rồi à, còn cổ phiếu nào không nhà ví dụ như dòng thép cũng vậy dòng thép thì hôm nay cũng là như nào ở à, những cái điểm mà test cung hướng lên này ấy như hòa phát như thế này thì mình không kỳ vọng cao thì có thể là mình sẽ kỳ vọng nó lên khoảng tầm là 22.2 thôi test lại cái vùng đỉnh này ấy còn mà như Nam Kim như thế này nó mà nó vượt đỉnh á thì các anh chị ta sẽ thấy là những cái điểm mà mua hôm qua cũng rất là đẹp đúng không? Những cái điểm mua hôm qua khi mà nó vượt 16 cũng rất là đẹp. ấy thì tiếp tục chúng ta sẽ giữ lên một cái mốc target đâu đó khoảng tầm là 17.5 cho tới vùng 18. Đó. Rồi hay như hoa sen cũng vậy, mình kỳ vọng hôm nay hoa sen cũng đóng cửa cao nhất phiên như thế này hôm qua dòng tiền vào, hôm nay thì dòng tiền tiếp tục hấp thụ những cái lượng cung bán ra cũng như là chốt lại đấy. Thì khi mà nó đánh break được ở vùng này thì mình cũng kỳ vọng nó cùng lên được giá là 18 luôn Quanh quanh lại lại cái ngưỡng vùng là đỉnh trước ở vùng này, nhịp này đó. Thì các anh chị chúng ta sẽ thấy ha Chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp đánh ngắn của những cái cổ phiếu uh, dẫn đầu Ví dụ như chẳng hạn như dòng thép hay là dòng dầu khí đó Thì đâu đó hình xương xương lên được khoảng tầm mười mấy phần trăm thì mình lại canh mình chốt thôi Ở thị trường khó khăn mà kiếm được 10%, 15% là cũng tuyệt vời Các anh chị ha Đấy. Rồi, ok. Ngoài ra thì chúng ta xem thêm coi dòng còn dòng nào mà nó hấp dẫn hay là không. Ờ, à, bên à, à, bên đầu tư công hiện nay có LCG. Ui LCG vẫn chưa chết các anh chị ha. Vẫn cứ như nào à? cứ chỉnh lại cả là dòng tiền lại vào này. Đấy, nhưng mà ở vùng này thì nó sẽ kéo một cái nhịp, em nghĩ là kéo rướng một nhịp nữa. Em nghĩ là sẽ còn kéo rướng một nhịp lên nữa những cổ phiếu này thì nó nhìn chung là nó vẫn sẽ còn kéo rướng khi mà nó có yếu tố là nó vẫn giữ giá và giữ dòng tiền như thế này thì đây là những cái cổ phiếu nó cũng vẫn còn đang rất là mạnh các anh chị Đấy, hôm qua là một cái phiên test cung này hôm qua là một cái phiên test cung đẹp này thì hôm nay dòng tiền hướng lên này à, nhưng mà sao anh chị nào mà có hàng á, thì tiếp tục nắm giữ ha còn khi mà nó đã bứt thoát được khỏi cái vùng giá 10 10 10, 10 13.2 này rồi này thì có thể là sẽ gặp những áp lực chốt lại bất kỳ lúc nào, à, bất kỳ lúc nào thì cái mốc target thì chúng ta sẽ cứ kỳ vọng thêm rồi đâu đó, khoảng tầm là vùng 14.5 anh chị ha, vùng 14.5 nếu mà dòng tiền nó có quay lại, à, bởi vì hiện tại là nó đang gặp lại những cái gì, à? những cái 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 cái, 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 cái uh, vùng quá mua ở vùng trên đây rồi, thì cái định định uh, gọi là cái định giá của nó sẽ, cái dư địa tăng của nó sẽ không còn hấp dẫn cho lắm, đấy. À, nên là các anh chị chúng ta nếu mà mua đuổi á, thì con sẽ khá là rủi ro cho các anh chị chúng ta ha. Rồi hay như những cổ phiếu gì HHV cũng vậy này. Ở HHV cũng tương tự như vậy này nhá. HV hôm qua cũng một cái phiên mà test cung này, đúng không? À, anh chị nào mà có xem trong cái video thì uh, anh Long Quân có uh, quý nghị HHV thì điểm mua ở đây thì hôm nay là có quà rồi, đúng không? Ngày mai hàng về là chắc chắn là đâu đó nó test lại 14.5 là, là là có quà là 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 là, 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 là lụm lụm đụm tiền rồi đấy à, các anh chị ha rồi còn mã này nữa nha ksb ksb cũng hướng lên rồi ha đấy thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp mà nó phải nó test lại cái vùng đỉnh thành công và nó vượt một cái đồng, nó nó vừa rướng thêm một cái nhịp nữa nếu như mà nhìn cái 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 động thái như thế này thì nó sẽ còn rướng thêm được một nhịp nữa trước khi mà nó mới thực sự là nó nó, 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 nó quay đầu nó điều chỉnh nó giảm luôn nha rồi, hay như BLC cũng vậy, BLC cũng rất là khỏe, hôm nay cũng đóng cửa cao nhất phiên như thế này thì em nghĩ là nó sẽ còn vượt được. Thì cái mốc tay ghét thì mình cũng đặt ra là quanh quanh cái ngưỡng vùng 34 rồi. À, nhưng mà với cái uh, trạng thái như thế này mà nó mà còn khỏe như thế này thì nhiều khả năng nó có thể nó bứt tốc lên được khoảng tầm 36, 37 luôn. Thì các anh chị chúng ta vẫn có thể là à, nắm giữ và tiếp tục là là chặn lãi thôi nhé. Những cái cổ phiếu khỏe như BLC thì chúng ta sẽ canh và chúng ta chặn lãi chúng ta chưa có vội gì mà chúng ta canh chúng ta chốt bởi vì dòng tiền nó vẫn duy trì được tốt á, thì chúng ta vẫn sẽ như nào à? À, à tìm kiếm những cái mốc lợi nhuận nó cao hơn các anh chị ha đấy rồi ok à, thì quay trở lại với thị trường chung thì tuấn vu muốn nhắc nhở với mọi người rằng á là nếu như mà nhịp này thì thị trường ta vẫn sẽ có những cái gì à? những cái mốc kháng cự ở phần phía trên ví dụ chẳng hạn như nhìn qua cái chặt tuần đi chẳng hạn đấy nhìn qua cái chặt tuần này chẳng hạn thì cái mốc kháng cự tiếp theo của thị trường chúng ta nó sẽ có thể là về lại quanh 1060 các anh chị ha trong hai phiên cuối tuần thì Tuấn nghĩ là nếu mà nó giữ được ở trên ngưỡng ở vùng 1050 thì sẽ là một cái nhịp uh, tốt cho cái 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 gì ạ à? À, cái đà phục hồi tiếp theo ấy nó có thể nó rướng lên được hoặc là nó sẽ uh, break được khỏi cái đường uh, trendline này, này thì nó sẽ tạo ra những cái tín hiệu mà tốt hơn uh, cho, cho 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 thị trường chung còn nếu không thì cứ đánh một cái nhịp ngắn có thể là lên ha 1060 1070 á thì các anh chị chúng ta có thể là bắt đầu chúng ta chốt lại dần, chúng ta hạ thì tỉ tỷ trọng ra lại. À, ví dụ như chúng ta mua ở những cái ngưỡng là 1030 1040 thì khi mà lên 1060 60 1070 thì chúng ta lại canh chúng ta chốt ra. Đấy những cái nhịp đánh ngắn như vậy thôi. Đấy. Bởi vì khi mà nó chạm lên cái bên trên như thế này này khi mà nó chạm lên những cái vùng bên trên như thế này này thì nhiều khả năng nó lại quay đầu nó điều chỉnh nó giảm À, cho nên là chúng ta sẽ phải cần cân nhắc và chúng ta cần phải cẩn thận nhé. Ok, cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay. thì hôm nay sẽ uh, up video khá là muộn nên là cũng mong mọi người sẽ luôn ủng hộ Tuấn bằng cách là like cái video này cũng như là đăng ký kênh giúp Tuấn nhé. Rồi xin kính chào và hẹn lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo.